Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang cùng theo dõi chuyên mục thông tin chính sách và pháp luật của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại thông tư số 06 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung quy định cho vay bằng phương tiện điện tử. Theo thông tư quy định, tổ chức tín dụng thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, đặc điểm của khoản vay, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các văn bản pháp luật có liên quan. Hệ thống thông tin thực hiện hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên theo quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng phải lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, bảo mật và được sao lưu dự phòng đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của hồ sơ cho phép truy cập, sử dụng khi cần thiết hoặc để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu giải quyết, tra soát, khiếu nại, tranh chấp và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức tín dụng tự quyết định biện pháp, hình thức công nghệ phục vụ hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, tự chịu rủi ro phát sinh nếu có và phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau. A. Có giải pháp, công nghệ kỹ thuật đảm bảo tính chính xác, bảo mật, an toàn trong quá trình thu thập, sử dụng, kiểm tra thông tin dữ liệu. B. Có biện pháp kiểm tra, đối chiếu, cập nhật, xác minh thông tin, dữ liệu. Có biện pháp ngăn chặn các hành vi giả mạo, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch thông tin dữ liệu. C. Có biện pháp theo dõi, nhận dạng, đo lường và kiểm soát rủi ro, có phương án xử lý rủi ro. D. Phân công trách nhiệm cụ thể từng cá nhân, bộ phận có liên quan trong hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử và trong việc quản lý, giám sát rủi ro. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2023.